Chào tất cả các bạn đang coi clip của Quang. Có lẽ là cái clip này phải làm tiếp bởi vì cái clip kia Quang đang quay một cái máy kia thì làm đang quay dở thì nó hết pin, không biết là có tăng được cho bạn không. Thì Quang quay lại cái vấn đề của cái con chim mọc dở bỏ lỡ mà chúng ta nuôi ở nhà, thì chúng ta cố gắng làm sao nuôi treo nó ra, tách mái đến cái giai đoạn là tách mái hoàn toàn ra và treo chim ra nó tự tin nó hót được như này rồi thì chúng ta mang đi ra cội, ra giàn chúng ta chơi. Nhưng mà cái con chim mà chúng ta nuôi đây thực tế nó là cái con chim bổi lỡ thôi. Đấy, các bạn lấy nguyên nguyên bộ lông rừng này và nguyên chân chân đấy. Vâng. Thì khi con bổi lỡ mà chúng ta nuôi ở nhà mà nó đã tự tin nó đứng hót thế này rồi thì chúng ta nên mang nó đi ra cộ ra giàn chơi. Còn với mọi người mà nuôi chim hót ở nhà ấy thì đấy, chúng ta nuôi được đến cái giai đoạn này rồi thì chúng ta cứ treo nó ra, chúng ta nghe hót như này thôi. Đến lúc mà chúng ta không nghe hót nữa thì theo cái kinh nghiệm của Quang ấy thì chúng ta lên hạ nó xuống, bịt kín áo lồng vào, để vào cái nơi yên tĩnh, đừng để có cái tiếng động mạnh, đừng để làm cái gì để nó hoảng. Và lúc nào chúng ta nghe hót thì chúng ta lại treo ra. Đấy là với những người chơi ở nhà. Đó, thì con chim nó luôn luôn nó giữ được lửa và lúc nào chúng ta thích nó hót thì chúng ta treo ra là nó phải hót. Đấy, và chúng ta sẽ làm sao mà điều khiển được nó hót theo cái ý muốn của chủ nuôi. Đấy. Còn ngoài cái quá trình chăm sóc thì Quang cũng nói sơ qua như sau. Như cái con chim này Quang thực tế Quang nuôi ấy thì đấy, như cái clip trước thì Quang đã nói ấy, để luôn nó ở đây. Và sáng ra thì lên cầm con mái lên kè làm quen nó một chút. Sau đó thì là cho ăn uống mồi tươi một điếc xong rồi lại bịt kín áo lồng để đấy. Và sau luyện hót xong ấy, đến buổi trưa lên thì mình lên mình tranh thủ mình cho nó tắm và phơi nắng một chút. Và sau khi khô lông ấy thì lại đóng kín áo lồng vứt ở đấy. Thậm chí có khi đến tận sáng hôm sau, mà có hôm sáng hôm sau mà anh em khách khứa đến nhà chơi đông quá ấy, thì là cũng chả có thời gian mà lên nữa. Có khi đến tận trưa hôm sau mới lên. Nó chả sao cả các bạn ạ. Đấy. Miễn là chúng ta nuôi làm sao đừng để nó nhảy hoảng và đừng để nó bị ảnh hưởng cái gì tiếng động kích thích làm nó hoảng sợ ở trong lồng. Đấy. Và đến cái giai đoạn này thì chúng ta mang chim đi dãi ấy, thì nếu như chúng ta cẩn thận ấy, thì chúng ta sẽ cầm theo một cái con mái đi để hỗ trợ, cũng như là cái hỗ trợ thì chúng ta cũng làm như cái các cái clip trước Quang đăng ấy, là chúng ta treo chim ra và có con mái bên cạnh, và sau khi con chim nó hót rồi thì chúng ta sẽ cất bịt kín con mái để cạnh cũng được. Đấy là khi chúng ta mang ra cộ ra ngoài giàn đấy. Đấy, mà chúng ta treo biên thôi, đừng vội đưa vào. Đấy. Thì khi mà chúng ta, thực ra thì Quang cũng đã có cái clip mà mang cái con chim mộc dở mà mang ra ngoài giàn, ngoài cội mà dãi biên đấy, kèm theo con mái rồi đấy. Sau khi nó chơi tốt ở ngoài biên đấy thì chúng ta sẽ cứ kệ nó chơi ở đấy một thời gian. Và chúng ta nên nhớ là khi chúng ta mang đi ra cộ ra giàn này, tốt nhất là chúng ta nên đi sớm. Và lúc đó chưa có chim thì con chim nó sẽ tự tin hơn. Cái thứ hai nữa là khi mà các bạn nên nhớ này này, cái sức hót của con chim của mình ấy, nó mới ấy, nó chưa có tuổi lồng ấy, thì nó hót ví dụ như khả năng, ví dụ con này nó khả năng nó hót được một tiếng ấy, thì mình chỉ cho nó hót được khoảng 30 phút là cùng thôi. Sau đó chúng ta đóng áo lồng và có thể ép nguyên ở đấy hoặc có thể mang về sớm. Đấy, chứ chúng ta đừng có cho nó chơi quá sức. Chúng ta chơi quá sức ấy là lần sau là con chim nó sẽ không dám chơi nữa. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì các bạn nên nhớ là cái bản tính của cái con họa mi ấy, cái đặc tính của con họa mi ấy là gì? Nó sẽ dùng hết sức bình sinh của nó để nó đấu. Thế còn khi mà các bạn mà luyện được cái con chim hót nó êm dịu được như này ấy, thì khi ra kia nó cứ thư thái, nó hót được như này thì nó sẽ có cái sức hót bền hơn. Đấy. Thế còn khi chim của bạn mà các bạn chưa luyện được cái con chim nó hót, nó êm, nó tự tin như này ấy, nó hót mà nó hót theo kiểu không hót gắt, hót gắt, hót chiếm thung ấy, thì nó hót rất là mệt. Đấy. Chúng ta cứ ví như là chúng ta phải cãi nhau mới chửi nhau, dùng hết sức để nói ấy. Một lúc sau là mệt, nhưng mà chúng ta sẽ nói nhỏ nhẹ thì nó sẽ rất là được lâu. Và cái con chim họa mi cũng thế, cái đặc tính của nó là nó gì, nó dùng sức hót của nó để nó đè đối thủ. Đấy, sau đó thì mới nếu mà tranh giành lãnh thổ thì mới đến cái chuyện là đánh nhau để chiếm lãnh thổ, chiếm mái. Thế còn khi mà con chim nó đã chiếm được lãnh thổ rồi, nó khu vực đấy không con nào bén mảng đến ấy, thì nó sẽ thư thái, nó hót. Đấy là ngoài tự nhiên. Còn nếu như ở trong lồng ấy thì chúng ta nuôi mà theo cái hình thức mà chúng ta cứ để nó nghe thấy tiếng con khác hót ấy, thì nó sẽ bị cái tình trạng đúng như là chúng ta phải đánh cãi chửi nhau đó, nó rất là mệt. Đó, thì chúng ta nuôi họa mi thì chúng ta nên luyện hót ở cái đấy, như các bạn thấy ấy, Quang luyện hót là hầu như không nghe thấy một cái tiếng chim nào khác hót. Đấy.
mỗi con ở một cái góc khác nhau mà làm cho con chim nó hót, nó sẽ tự tin dần lên. Thì đấy, khi các bạn cái giai đoạn này các bạn mang chim ra cội ra giàn ấy, thì chúng ta nên nhớ rằng là gì, cho nó hót vừa phải nó, xong cứ mỗi một lần mang đi sẽ tăng dần cái độ hót của nó. Tránh cái trường hợp là Quang cũng đã trực tiếp và chứng kiến một cái anh ấy nuôi là một cái con bổi lỡ là chơi rất là hay, nhưng mà đến lúc mà mang ra cội ra giàn ấy thì anh ấy vội quá, anh ấy đưa được cả vào giàn. Đến lúc mà nghe mình ấy thì bảo cho xa ra ấy, thì nó chơi, thì mình đã khuyên là cho nó chơi vừa phải thôi. Anh ấy lại vẫn cố tình, anh ấy cho nó chơi hết sức của nó, và con chim nó cứ lụi dần đi, và nó cứ kém dần đi, và đến kết quả là bây giờ con chim treo vào là xù đầu, không chơi. Đấy, nó hỏng, nó phí con chim đi. Các bạn nên nhớ ra gì, cái con chim bổi mộc dở nó chưa có tuổi lồng thì chúng ta nên cho nó chơi vừa phải thôi, và tăng dần cái sức hót của nó lên. Chứ làm sao mà các bạn nuôi con chim nó chưa có tuổi lồng, các bạn đòi hỏi là treo vào giàn và cội mà nó chơi 2-3 tiếng đồng hồ như những cái con chim mà nó đã lũa tuổi giàn tuổi lồng rồi. Đó, nó mới thì chúng ta cho nó chơi vừa phải thôi. Kể cả cái con chim mà các bạn nuôi ở nhà cũng thế. Ví dụ như là nó chưa có tuổi lồng, nó mới ấy, thì chúng ta treo ra cho nó hót vừa phải thôi. Chúng ta chăm nó, chúng ta không thể yêu cầu nó hót như cái máy được. Thế còn bạn nói đùa một chút nha, bạn nào mà muốn nó hót cả ngày ấy, thì các bạn lên Lương Văn Can các bạn mua một con chim giả, bấm lắp pin và hót đến hết pin thì thôi. Vâng, Quang nói đùa thế một chút thôi. Còn cái con chim mà chúng ta nuôi ấy, thì chúng ta nên nhớ rằng trong tất cả những cái giai đoạn của con họa mi ấy, thì cái giai đoạn mộc dở đang thuần như này thì là nó rất là máu hót. Thì chúng ta mà cho nó chơi quá ấy, thì lần sau là con chim nó sẽ tụt xuống. Đó, bởi vì cái lần đầu chúng ta đi ấy là nó ra nó rất là, một khi nó đã chơi ấy, nó rất máu, nó chơi rất nhiệt, và đến cuối cùng nếu chúng ta để nó nhiệt quá thì nó sẽ hỏng con chim đi. Thực ra nó không hỏng luôn đâu, nó cứ kém dần đi mà các bạn không biết tại sao. Đấy, còn với các bạn nuôi chim hót ở nhà thì cũng thế. Đấy, thì cái clip sau Quang sẽ giải thích với các bạn. Và rồi cái clip này thì đến đây thôi. Quang phải đến giờ này thì phải mang đi ra dãi biên cho nó một chút. Và đấy, thì ở nhà thì trước khi chúng ta nuôi chim mà chúng ta mang đi thì chúng ta cũng cho có thể cho nó hót độ khoảng 10 đến 15 phút như này, rồi chúng ta cho nó đi thì là nó sẽ ra nó đỡ gắt hơn. Đây các bạn thấy thực tế đây là cái con chim bổi lỡ mộc dở chứ không phải là con chim thuần đâu. Các bạn nhìn cái chân này, đấy, vẫn là chân chim mộc. Đấy, tóc 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 tóc, đến gần là nó vẫn sợ, nó chưa được như là cái con chim thuần hẳn. Thì chúng ta phải giữ gìn. Đấy. Thì chúng ta muốn thuần hẳn và sau này chúng ta xách và cầm lồng hót ấy, thì khi nó say hót các bạn nên nhớ là các bạn cứ tiến dần nó vào. Tóc 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 tóc. Ọc 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 ọc. Đấy, ví dụ như chúng ta tiến gần và nó không hót thì chúng ta lại lùi ra một chút. Và khi con chim nó say hót thì chúng ta cứ tiến dần nó vào. Đấy, thì sau này là dần dần nó sẽ quen với cả chủ. Ví dụ như sau khi nó say hót thì chúng ta có thể dùng các cái động tác thế này thì sau này nó sẽ quen. Và đấy là cái cách mà Quang đã hướng dẫn cho các bạn, là cái cách mà sau nuôi chim mà hót mà có thể cầm vào lồng, xách tay đặt đâu là cũng hót. Đấy, nó phải có cái cách luyện. Đấy, với cái con chim bổi mà chim rừng ấy thì nó rất là khó. Còn phần lớn thì cái chim mà nuôi non hay bánh tẻ lên thì nó dễ hơn. Và cái clip này thì Quang dừng lại ở đây về cái góc độ là nuôi con chim đến cái giai đoạn tách mái hoàn toàn và mang đi dãi biên nhá. Thì hẹn gặp lại các bạn ở các cái clip sau. Mong rằng các bạn xem mà cảm thấy mà nó có ý nghĩa thì các bạn lên bấm vào cái nút like và bấm vào cái nút đăng ký kênh, hoặc là bấm vào cái nút chuông. Thì khi Quang đăng cái clip vào lên thì nó sẽ hiện báo vào máy cho các bạn để các bạn xem và đỡ phải tìm kiếm. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Quang.